Đội ba to 5 điểm, hai đội kia có được 4 điểm. Chúng ta to là đội to đâu? Chúng ta sẽ để thân vai người trước, không ngại ngùng gì cả. Chúng ta là đại gia đình để vai chưa? Rồi bây giờ tôi hô đấm các chị tập hình đấm với một khẩu động thang nhá. Chúng ta sẽ bắt trang khẩu động người trước nhá. Anh chị ơi, tay đây là tay đâu? Đấm chúng ta cùng đấm đá chúng ta cùng đá xa chúng ta cùng xa cười chúng ta cùng cười nhá. Đâu cái tầm nhá, bây giờ này đấm chúng ta cùng đấm ngoáy chúng ta cùng ngoáy đá chúng ta cùng đá rồi ok cảm ơn chị ơi. Đằng sau quay vừa rồi những ai đã đấm đã đá mình thì bây giờ có cơ hội trả thù. Tay đâu là tay đâu? Xin mời chị để tay vào bên cạnh. Chuẩn bị đấm chúng ta cùng đấm đá chúng ta cùng đá xa chúng ta cùng xa cù chúng ta cùng cù. Rồi xin mời chị, bây giờ nào chúng ta quay lại đây, mình sẽ mạnh nhất, chúng ta được cầu đăng điểm thẳng nhất chưa? Ôi trời, sẽ phân trộn cho tôi 3 màu áo cho 3 đội chơi. Xin mời. Đây là áo đồng phục. Rồi xin mời, đội nào mặc áo nhanh nhất sẽ được cộng 5 điểm. Đội nào mặc áo nhanh nhất thì tôi sẽ cộng cho đội đó 5 điểm. Nhanh thật nhanh. Rồi chưa xong. Xong trong chơi, đỏ chưa xong, có một trình thi nữa. Thôi, 1 xong 5 điểm. Ok, và bây giờ thì tất cả các chị để chúng ta có được chơi thành công thì chúng ta không thể thiếu trọng tài được. Bây giờ tôi hô yêu trọng tài như những em chân dài, các chị chúng ta phải đưa tay lên và hô chân dài và từ thật to nhé. Được chưa? Chị Bi ơi, các chị ơi, yêu trọng tài như những em chân dài. Chân dài phải đưa chân ra và thể hiện chân dài chứ nữa. Yêu trọng tài như những em chân dài. Chân này hơi dài một chút, cạnh thêm 5 điểm. Hai người này mỗi người 3 điểm chân ngắn. Rồi, lại này, yêu trọng tài như yêu em chân dài. Dài như nhau rồi. Rồi ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần khởi động tiếp theo. Bên tay là lần nhảy theo đội trưởng. Mỗi đội hãy cử theo một người đội trưởng đứng ra ngoài ạ, đứng trên. Rồi, anh đội trưởng đây ạ, chị đội trưởng đây ạ. Một người đội trưởng, một người phải chịu chơi. Và một người phải có tiếng nói từ lãnh đạo cho tất cả là chị.